Thầy chào các em. Chào mừng các em đã trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CFV. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống, trong học tập. Hôm nay thầy tiếp tục ôn tập môn khoa học kỹ thuật lớp 6 để các em chuẩn bị ôn thi học kỳ cho tốt. Để thuận lợi cho việc học tập thì các em chuẩn bị sách giáo khoa để theo dõi các khái niệm, tập ghi. Các em muốn dừng màn hình để ghi đề hoặc là các em muốn nghe lời thầy giảng thì các em sẽ nhấn vào nút dừng hoặc cái nút màn hình chạy để các em nghe. Bây giờ chúng ta vào học. Chủ đề thứ tư là chúng ta phân loại tính chất ứng dụng của vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm. Các em nhìn thấy trên màn hình chúng ta có bốn phân loại vật liệu. Một số vật liệu thông dụng chúng ta thường học, thường biết một số vật liệu thông dụng đó là vật liệu như sắt thép, hoặc là vật liệu bằng nhựa, hoặc là vật liệu bằng cao su, vân vân. Mỗi vật liệu thì có những cái tính chất và ứng dụng khác nhau, bởi vì chúng có tính dẫn điện, dẫn nhiệt hoặc tính tan, vân vân, thì người ta sẽ sử dụng những tính chất này để chúng ta chế tạo ra những cái dụng cụ để con người sử dụng giúp cho cuộc sống càng tốt hơn. Đặc biệt là sử dụng vật liệu an toàn, hiệu quả và đảm bảo sự phát triển bền vững. Đó là chúng ta sử dụng vật liệu để bảo đảm tính hiệu quả, tính an toàn và bền vững cho sự phát triển của xã hội. Ít tốn kém nhưng mà giá thành lại rẻ. Mục thứ hai là phân loại nguyên liệu. Nguyên liệu là một cái vật liệu tự nhiên, đó là tài sản của quốc gia. Chúng ta không được khai thác trái phép hoặc là phá hoại những cái nguyên liệu có trong thiên nhiên, hoặc là khai thác lậu, tức là khai thác không có giấy phép để tàn phá môi trường và làm tiêu hao cái nguyên liệu của đất nước. Nguyên liệu, một số nguyên liệu thông dụng, một số nguyên liệu thông dụng như ví dụ như cát, cát của lợi quặng, quặng than hoặc là bằng sắt, vân vân. Mỗi nguyên liệu có những tính chất và ứng dụng riêng của nó. Ví dụ như quặng sắt thì người ta sẽ chế tạo ra sắt, quặng nhôm thì người ta chế tạo ra nhôm, hoặc là tre nữa, vân vân. Đó là những nguyên liệu có trong thiên nhiên. Những nguyên liệu này phải qua chế biến thì mới thành thành phẩm để giúp cho con người chế tác các cái loại sản phẩm phục vụ cho cuộc sống. Ý thứ ba là sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và đảm bảo sự phát triển bền vững. Đó là những cái nguyên liệu mà khi chúng ta khai thác thì phải khai thác cho đúng quy trình và bảo đảm tính an toàn, hiệu quả trong khai thác và cũng như trong chế biến. Sang phân loại thứ ba đó là nhiên liệu. Nhiên liệu chúng ta có 3 loại nhiên liệu: nhiên liệu lỏng, nhiên liệu khí và nhiên liệu rắn. Một số nhiên liệu thông dụng như xăng dầu là nhiên liệu lỏng, than đá, củi là nhiên liệu rắn, còn các khí ga mà như chúng ta thường nấu ăn ở nhà đó là nhiên liệu lỏng. Mỗi nhiên liệu nó có tính chất và ứng dụng riêng của nó. Tuy nhiên nhiên liệu thì nó có 2 cái tính chất, đó là tính chất phát sáng và tính chất tỏa nhiệt, thì người ta sẽ sử dụng chúng vào những cái mục đích khác nhau. Ví dụ như xăng dầu thì thường cho ô tô hoạt động, không có nhiên liệu này thì ô tô sẽ không hoạt động được, động cơ sẽ không nổ, vân vân. Chúng ta cũng bảo đảm sự sử dụng nhiên liệu, bảo đảm sự phát triển bền vững, an toàn, an ninh năng lượng. Chẳng hạn như nhiên liệu gần nay mà loài người đang phát triển đó là nhiên liệu xanh, hoặc là sử dụng ắc quy để
ta sử dụng nhiên liệu bằng than đá thì nó sẽ sinh ra nhiều khí carbon dioxide, nó làm ảnh hưởng đến môi trường, làm thủng tầng ozone và làm tăng nhiệt độ của trái đất. Như vậy là thầy khái niệm khái quát ôn lại những cái khái niệm như vậy để các em hiểu trước khi chúng ta vào làm bài kiểm tra. Bây giờ chúng ta sẽ vào làm đề như sau. Câu 48, thế nào là vật liệu? Câu A là vật liệu là một số thức ăn được con người sử dụng hàng ngày. Không đúng. Vật liệu là một chất được dùng trong xây dựng như sắt, cát, xi măng. Cái này cũng không được tổng quát. Vật liệu là một chất hoặc hỗn hợp một số chất được con người sử dụng như là nguyên liệu đầu vào trong một quá trình sản xuất hoặc chế tạo những sản phẩm phục vụ cuộc sống. Như vậy đáp án đó là đáp án C. Vật liệu gồm nhiều chất trộn lẫn với nhau cũng không đúng. Vậy chúng ta chọn đáp án là đáp án C. Câu 49. Mô hình 3R có nghĩa gì? Mô hình 3R câu A là sử dụng vật liệu có hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Không phải. Câu B là sử dụng vật liệu với mục đích giảm thiểu tái chế và tái sử dụng. 3R là cái câu B này các em này. Như vậy chúng ta chọn câu B. Câu C là sử dụng vật liệu ít gây ô nhiễm môi trường cũng không đúng. Sử dụng vật liệu ít gây ô nhiễm môi trường cũng không đúng. Mô hình 3R là giảm thiểu tái chế và tái sử dụng. Câu 50. Vật liệu nào sau đây được xem là thân thiện với môi trường? Thứ nhất là pin, thứ hai là máy tính, thứ ba là ống hút làm từ bột gạo, đều là túi ni lông, thì chắc chắn chúng ta sẽ chọn đáp án C. Bởi vì vật liệu này nó thân thiện với môi trường, đó là trong một cái thời gian nhất định thì nó tự hủy và nó không gây những cái khí độc hại cho thiên nhiên. Câu 51. Trong các vật liệu sau, vật liệu nào dẫn điện tốt? Thủy tinh, gốm, kim loại, cao su. Thì chắc chắn kém chọn là kim loại, bởi vì dây dẫn điện trong nhà của chúng ta là chúng ta dùng kim loại. Như vậy là thầy đã hướng dẫn các em sử dụng các kiến thức để giải được các câu đầu tiên. Bây giờ chúng ta sang trang mới. Câu 52. Vật liệu nào không được sử dụng trong xây dựng bảo đảm phát triển bền vững? Đây là không được sử dụng trong xây dựng bảo đảm sự phát triển bền vững các em. Có chữ không tô đậm này. Gạch không nung là được sử dụng bảo đảm sự phát triển bền vững. Tấm panel đục sẵn là được sử dụng trong xây dựng bảo đảm sự phát triển bền vững. Vách kính chống cháy cũng như vậy. Chỉ có gỗ tự nhiên là không được sử dụng bảo đảm sự phát triển bền vững. Bởi vì nếu chúng ta khai thác gỗ tự nhiên thì rừng sẽ trật trọc, đôi sẽ trở thành đôi trọc. Các em biết rằng là cây xanh thì nó hút khí carbonic và nhả khí oxy để giúp cho con người sinh sống và các loài động vật sinh sống. Thế như vậy là nếu lấy gỗ tự nhiên càng nhiều thì phá hoại môi trường. Cho nên chúng ta chọn đáp án D là không được sử dụng phát triển bền vững. Câu 53. Vật liệu nào sau đây không được, không thể tái chế? Thủy tinh, thép, nhựa, xi măng. Như vậy thì các em thấy vật liệu mà không được tái chế trong câu này á, không tái chế được, đó là xi măng. Là chúng ta không tái chế được, bởi vì trong xi măng là có nhiều chất và khi chúng ta đã sản xuất ra xi măng thì chúng ta không thể tái chế xi măng lại được. Tức là ý nói là xi măng này đã sử dụng rồi thì không thể tái chế.
còn nhựa composite hoặc thép xây dựng hoặc tự tinh thì chúng ta có thể tái chế lại được. Câu 54. Loại nguyên liệu nào sau đây hầu như không thể tái sinh? Thì các em thấy trong câu 54 này thì dầu thô là không thể tái sinh, bởi vì muốn tạo nên dầu thô thì trái đất phải mất hàng triệu năm mới tạo nên được dầu thô. Tái sinh có nghĩa là trong một cái thời gian rất ngắn chúng ta có thể tái sinh lại cái nguyên liệu đó. Nhưng mà bây giờ hỏi là nguyên liệu nào sau đây không thể tái sinh thì dầu thô chúng ta không thể tái sinh được. Con gỗ chúng ta có thể trồng, trong vài năm chúng ta có thể lấy được. Hoặc cây bông chúng ta có thể trồng, trong một năm chúng ta thu hoạch được. Hoặc nông sản thì chúng ta trồng trồng theo thời vụ thì chúng ta sẽ thu hoạch được. Như vậy chúng ta chọn đáp án đây là đáp án C, không thể tái sinh dầu thô. Câu 55. Vật thể nào sau đây được xem là nguyên liệu? Nguyên liệu là vật liệu của tự nhiên nhé các em. Thì bây giờ các em nhìn vào trong này, các em thấy vật liệu nào là của tự nhiên? Chúng ta chọn đáp án là đất sét, là đáp án B. Gạch xây dựng chúng ta thấy rằng là đã qua con người chế tác rồi bác nào. Con người đã thực hiện đóng gạch, rồi là nung gạch thì mới ra gạch. Như vậy đấy không thể là nguyên liệu có trong tự nhiên được. Xi măng cũng vậy, con người phải sản xuất. Ngói của con người cũng sản xuất ra. Như vậy chúng ta chọn đáp án là đáp án B. Câu 56. Khi dùng gỗ để sản xuất giấy thì người ta sẽ gọi gỗ là gì? Gỗ là nguyên liệu của tự nhiên, của phang ép. Gỗ là khai thác ở trong tự nhiên thì người ta gọi đây là nguyên liệu, bởi vì đó là vật liệu có trong tự nhiên thì người ta gọi đây là nguyên liệu. Câu 57. Nguyên liệu nào được sử dụng để sản xuất vôi sống, phấn vịt bã? Thì các em biết rằng là để sản xuất vôi sống hoặc là phấn vịt bã hoặc là tạc tường thì bao giờ người ta cũng dùng đó là đá vôi. Đá cứng, đá vôi thì hơi mềm, cho nên là con người dễ dàng tạc tường. Và đá vôi thì khi nung lên thì nó sẽ có màu trắng, cho nên sẽ làm phấn vịt bã, vì phấn vịt bã khi nào cũng cần màu trắng. Vôi sống thì chúng ta cũng nung từ đá vôi lên để có vôi sống. Vôi sống để khử chua đất hoặc là để dịch khuẩn, bảo vệ cái môi trường trong sạch ở những cái vùng bị nhiễm bệnh của động vật mà như chúng ta biết ở trong báo đài đã nói. Như vậy chúng ta đã sửa xong câu 57. Bây giờ chúng ta qua câu tiếp theo. Câu 58. Thế nào là nhiên liệu? Câu A là nhiên liệu là một số chất hoặc hỗn hợp chất được dùng làm nguyên liệu đầu vào cho cả quá trình sản xuất hoặc chế tạo. Câu này không đúng. Nhiên liệu là những chất được oxy hóa để cung cấp năng lượng cho hoạt động của động cơ, hoạt động của cơ thể sống. Cũng đúng. Nhiên liệu là những vật liệu dùng trong quá trình xây dựng, cũng đúng. Nhiên liệu là những chất cháy được để cung cấp năng lượng hoặc dạng nhiệt hoặc ánh sáng nhằm phục vụ mục đích sử dụng của con người. Nhiên liệu là nó có hai tính chất,
Tính chất thứ nhất là nó cung cấp năng lượng, tính chất thứ hai là nó phát sáng trong quá trình tỏa nhiệt. Cho nên đáp án này chính là đáp án D. Câu 59. Để củi dễ cháy khi đun nấu, người ta không dùng biện pháp nào sau đây? Người ta không dùng, các em chúng ta dùng nữa, không dùng. Phơi củi cho thật khô. Phơi củi cho thật khô thì người ta dùng chứ không phải là không dùng. Cung cấp đầy đủ oxygen cho quá trình cháy thì người ta dùng chứ không phải không dùng. Xếp củi chồng lên nhau, càng xịt nhau càng tốt. Nếu các em nấu ăn mà các em xếp củi sát lên nhau, xịt vào nhau như thế thì củi nó không cháy được, bởi vì cái bề mặt tiếp xúc với oxygen nó rất ít, cho nên người ta không dùng cái xếp củi chồng lên nhau, càng xịt nhau càng tốt, bởi vì khi đó củi nó cháy rất là chậm hoặc thậm chí là không cháy được, làm tiêu hao củi, nhưng mà cuối cùng nhiệt tỏa ra là rất là ít. Còn trẻ củi nhỏ là cái điều người ta nên làm. Bởi vì sao các em biết không? Khi chúng ta trẻ củi nhỏ thì cái tiếp diện mặt củi nó tiếp xúc với không khí rất nhiều, tức là tiếp xúc với oxygen rất nhiều, thì khi đó củi sẽ dễ cháy hơn. Bây giờ sang câu 60. Để sử dụng ga tiết kiệm hiệu quả, người ta sử dụng biện pháp nào sau đây? Thứ nhất là tùy nhiệt độ cần thiết để điều chỉnh lượng ga. Thì chắc chắn đây rồi, chúng ta chọn đáp án A. Chúng ta dò tiếp đáp án B. Tốt nhất nên để ga ở mức độ nhỏ nhất. Không đúng, đúng không nào? Chúng ta đã còn nấu một nồi nước sôi thật to mà chúng ta để cho nó ga ở mức độ nhỏ nhất thì làm sao nó sôi được. C là tốt nhất nên để ga mức độ nhỏ nhất. Như vậy là hai câu này nói giống nhau phần em. Câu D là ngăn không cho khi ga tiếp xúc với carbon dioxide. Điều này không được. Như vậy chúng ta đã chọn xong. Các bạn, tiếp tục. Chúng ta sang giải câu tiếp. Sang câu 61 là tính chất chung của nhiên liệu là. Thầy đã nói với các em là tính chất chung của nhiên liệu là dễ cháy, có tỏa nhiệt, dễ tan trong nước, dễ cháy, nhiệt hạ thấp, nặng hơn nước. Thì theo các em chọn phương án nào? Thì tính chất chung của nhiên liệu đó là dễ cháy và có tỏa nhiều nhiệt. Bất cứ nhiên liệu nào cũng có tính chất này. Cho nên chúng ta chọn đáp án là đáp án A. Câu 62. Tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng? Câu thứ nhất là vì chất khí nhẹ hơn chất rắn và chất lỏng. Câu này không đúng. Câu B. Vì chất khí có nhiệt độ sôi thấp hơn chất rắn và chất lỏng. Cũng không đúng. Câu C là vì diện tích tiếp xúc của chất khí với không khí rất lớn. Như vậy chúng ta chọn đáp án C. Ở đây các em lưu ý câu hỏi là tại sao chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn chất rắn và chất lỏng? Đó là vì diện tích tiếp xúc của chất khí với không khí nó lớn hơn chất rắn và chất lỏng. Mà nó tiếp xúc càng nhiều với oxygen thì nó sẽ đốt cháy hoàn toàn. Do đó ta có thể nói là chất khí có diện tích tiếp xúc với không khí lớn hơn chất rắn và chất lỏng, cho nên nó cháy hoàn toàn. Ví dụ như các em xài bếp ga thì các em chỉ cần bật lửa lên là cái khí ga nó hòa lẫn với cái không khí xung quanh hầu như tuyệt đối, cho nên là khí ga nó cháy rất là mạnh, nó tỏa rất là nhiều nhiệt. Dĩ nhiên là khí ga thì nó tỏa nhiều nhiệt rồi và nó cháy hết, nó cháy hoàn toàn hết, có nghĩa là chúng ta không nghe cái mùi khí ga trong quá trình nấu ăn nữa, tức là nó đã cháy hết rồi.
Như vậy chúng ta chọn đáp án là đáp án C. Còn đáp án D là vì chất khí có khối lượng riêng lớn hơn với chất rắn và chất lỏng, thì câu này là hoàn toàn sai nữa. Câu 63. Dạy nhiên liệu nào sau đây thuộc nhóm nhiên liệu lỏng? Nhiên liệu lỏng là nó có dạng lỏng như các em biết rồi, củi là chất rắn này. Câu B là xăng dầu, cồn, xăng dầu hỏa. Cồn á thì có loại cồn khô đúng không? Cũng là loại rắn, như vậy không được. Câu C là biogas là khí này, khí ga cũng là khí này, khí dầu mỏ cũng là khí. Câu D là củi than đá sáp. Thế như vậy ở trong câu này thì thầy thấy rằng là chưa được hoàn thiện lắm. Bởi vì cồn, nếu chúng ta nói là cồn lỏng thì chúng ta chấp nhận đúng không? Thì nói là lăng lỏng, nhưng mà trong thực tế thì có loại cồn khô. Thôi bây giờ ở câu B này chúng ta chấp nhận đấy là cái cồn này là cái cồn chúng ta hay xịt để rửa tay trong cái mùa dịch Covid vừa rồi đó. Thì tức là cồn này nằm ở dạng lỏng, chứ còn có cái dạng cồn mà cồn khô nữa thì chúng ta loại đi. Thì về câu này thầy thấy rằng là có những điều gì đó hơi rắc rối một tí. Nhưng mà chắc chắn trong bộ đáp án này thì chúng ta phải chọn đáp án B thôi. Câu 64. Trong các thực phẩm dưới đây, như vậy bây giờ chúng ta qua thực phẩm rồi. Loại nào chứa nhiều protein nhất, tức là chất đạm nhất, protein nữa các em. Mà chứa nhiều chất đạm thì các em thấy là chỉ có thịt mà chứa nhiều chất đạm. Cho nên chúng ta chọn thịt. Gạo là chứa tinh bột. Rau xanh là chứa nhiều vitamin. Gạo và rau xanh thì không đúng, đúng không nào? Câu 65. Gạo sẽ cung cấp chất dinh dưỡng nào nhiều nhất cho cơ thể? Thì gạo thì nó cung cấp là nhiều nhất là tinh bột bằng gạo. Thì bây giờ các em nhìn vào trong này là có cái đáp án nào là tinh bột, chất đường và tinh bột. Chúng ta chọn đáp án đó là đáp án A. Chất béo thì trong gạo rất ít, chất đạm ở trong gạo cũng rất ít, và vitamin ở trong đạm ở trong gạo cũng rất ít. Ở trong gạo thì có vitamin B1 rất là nhiều, cho nên chúng ta nếu chúng ta không ăn cơm thì rất có thể thiếu vitamin B1 này. Như vậy chúng ta đã sửa xong câu 65. Bây giờ qua câu 66. Vitamin tốt nhất cho mắt. Thì điều này các em đã hiểu trong cuộc sống hàng ngày. Các em hay thấy rằng là các cái cơ sở y tế thường có một cái định kỳ nào đó đi nhỏ vitamin A cho mắt đó. Thì các em chắc các em cũng đã được nhỏ rồi phải không nào? Thì vitamin A là vitamin có lợi cho mắt nhất. Thiếu vitamin A thì có thể bị mù các em. Cho nên các em cần phải hiểu ăn các cái chất có vitamin A để cho mắt khi nào cũng long lanh và trong sáng, bảo vệ cho mắt luôn luôn được nhìn tốt ở mọi lứa tuổi. Bây giờ chúng ta sang câu tiếp. Câu 67. Vitamin nào không tan được trong chất béo? Chỗ này hơi khó nha. Vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin B không tan được trong chất béo nha các em. Thì điều này các em phải tham khảo thêm trong thực tế. Không tan được trong chất béo, trong trường hợp này các em chọn cho thầy là vitamin B. Vitamin B không tan được trong chất béo. B1, B12, B6 là các em. Là vitamin này không tan được trong chất béo. Các em lưu ý điều này. Câu 68. Phát biểu nào dưới đây đúng? Trong thành phần của ngô, khoai, sắn không chứa tinh bột. Đúng nha các em.
ngô khoai sắn chứa phần lớn là tinh bột kém, tùy theo từng loại mà chứa những cái phần trăm khác nhau. Câu B là bảo quản thực phẩm không đúng cách sẽ làm giảm chất lượng của thực phẩm. Đúng rồi, câu này là bảo quản thực phẩm không đúng cách thì làm giảm chất lượng của thực phẩm là đúng. Như vậy câu đúng nhất là câu B phải không nào? Đọc tiếp. Thực phẩm bị biến đổi tính chất vẫn sử dụng được. Câu này là quá sai. Cho nên các em thấy là khi các em mua bất cứ một cái lương thực thực phẩm nào ở siêu thị thì các em phải xem hạn sử dụng. Như vậy là câu C sai. Câu D là các thực phẩm phải nấu chín mới sử dụng được. Đâu có phải là các thực phẩm phải nấu chín mới sử dụng được. Chẳng hạn như nước mắm chúng ta nấu chín thì nó mất hết hương vị và mất hết chất rồi. Như vậy là chúng ta chọn đáp án đó chính là đáp án B. Các thực phẩm bảo quản thực phẩm không đúng cách sẽ làm giảm chất lượng thực phẩm. Câu 69. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Nhớ là không đúng khi phát biểu về vai trò của lương thực thực phẩm. Tinh bột, đường là những chất cung cấp năng lượng cần thiết cho các hoạt động của cơ thể. Câu này đúng. B là chất đạm tham gia cung cấp năng lượng và tham gia hầu hết các hoạt động sống của sinh vật. Câu này cũng đúng. Chất béo có vai trò nâng cao hệ miễn dịch, phòng chống các bệnh tật. Các em thấy câu này đã sai rồi đúng không nào? Các em thường xem TV, đài báo thì các em thấy là những cái người mập hoặc là béo phì đó thì người ta sẽ mang rất nhiều bệnh. Cho nên là chúng ta phải có cái chế độ ăn uống như thế nào đó để chúng ta bảo đảm sự cân đối của cơ thể, thì khi đó cơ thể mới hoạt động tốt được. Câu 70. Trồng cây nào sau đây không được xem là cây lương thực? Lương thực là cái biệt là lúa gạo, ngô mì, mà bây giờ cây mía thì không thể là cây lương thực. Câu 71. Lứa tuổi 11 đến 15 là lứa tuổi có sự phát triển nhanh chóng và chiều cao. Chất quan trọng nhất cho sự phát triển xương là cái biệt trong phát triển xương thì cái canxi là một cái chất cần thiết để cho xương phát triển, cho nên chúng ta chọn là canxi. Canxi thì các em sửa canxi hoặc là các cái loại thuốc có nhiều canxi sẽ giúp cho xương phát triển tốt hơn hoặc là bảo đảm đủ canxi để xương cứng cáp hơn. Chúng ta chọn là đáp án C. Câu 72. Việc làm nào dưới đây không phải là cách bảo quản lương thực thực phẩm? Đúng, không phải nghe em. Không phải nghe chứ, còn phải là chúng ta không đánh, chế biến cá và để trong tủ lạnh là phải. Để thịt ngoài không khí trong thời gian dài, nó không phải, thịt sẽ ôi thiêu và khi đó nó sẽ biến chất. Chúng ta ăn vào có thể mang bệnh. Như vậy không phải là để thịt ngoài không khí trong thời gian lâu dài là không phải. Chúng ta chọn đáp án B. Chúng ta kiểm tra đáp án C là sấy khô các loại trái cây. Các em thấy trên thị trường hiện nay là các loại trái cây người ta sấy khô và người ta đông lạnh, đó là phải. Ướp muối cho cá. Các em thấy là người ta hay nói một câu thành ngữ là cá không ướp muối thì cá ươm, con không nghe cha mẹ thì trăm đường con hư. Mà cả ươm thì đâu quán được, đúng không các em? Như vậy thì cái chủ đề thứ tư này giúp chúng ta hiểu được các cái vấn đề về vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu lương thực thực phẩm, nó gắn liền với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và mỗi cái loại như thế thì chúng ta phải biết sử dụng như thế nào để cho nó an toàn hiệu quả, để bảo đảm sự phát triển bền vững của xã hội. Như vậy thì bài học hôm nay cũng đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức CSP. Video kế tiếp, thầy
thầy sẽ tiếp tục dạy cái chủ đề thứ 5. Các em nhớ đăng ký bấm chuông để theo dõi cái chủ đề thứ 5 này. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe, có nhiều niềm vui. Chào tạm biệt các em.